Thái Bình khởi tố cán bộ phường xài bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả để thăng tiến. Ba cán bộ thủy lợi lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách hàng tỷ đồng tại Nghệ An. Bình Dương bắt giữ bác sĩ trung tâm y tế xã Tân Uyên móc nối tiêm chui vaccine COVID-19. Thảm họa kinh hoàng tại Quảng Nam, quả đồi đổ sập xuống nhà người dân. Trên thế giới, Mỹ, người đàn ông da đen được bồi thường 650.000 đô la Mỹ vì bị cảnh sát tấn công. Hồng Kông thực hiện chiến dịch truy bắt lợn rừng tại khu đô thị. Cũng tại Mỹ, rapper Young Dub thiệt mạng trong vụ nổ súng. Chào mừng quý vị đang đến với tin tức 24 giờ được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Sau đây là những nội dung chi tiết. Một đối tượng đã kéo theo nhiều người tới nhà tấn công đối tượng dám nặng lời với cha và anh của mình. Sự việc vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Sáng nay ngày 18 tháng 11, tin từ Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình, sinh năm 2003, trú xã Thuận Hành, huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó đối tượng Bình nghe cha là ông Trần Văn Sản và anh trai là Trần Văn Duy, nhân viên công ty bảo vệ, hiện đang công tác tại công ty điện gió Đắk Nờ Rung 123. Nói rằng khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ thi công trụ tua bin điện gió thì bị ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1970, buông lời xỉ vả. Sau đó trong lúc có hơi men, Bình đã rủ Trần Văn Vũ, sinh năm 1966, dùng xe máy chở mình đến công ty bảo vệ lấy một con dao rồi tới nhà ông Sơn. Lúc này cha và anh của Bình cũng đi theo sau. Tới nơi, Vũ đi vào nhà ông Sơn thì bị con ông Sơn đóng cửa lại. Thấy vậy, Bình dùng dao đập cửa kính và xông vào nhà, tấn công nhiều nhát vào đầu và tay ông Sơn. Hai cha con ông Sản và Duy cũng hùa theo, chửi và tiếp tục tiếp tay cho con mình đánh tiếp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Văn Bình và các đối tượng liên quan theo đúng quy định. Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại trường chính trị tỉnh Thái Bình. Vụ án liên quan đến việc một cựu cán bộ phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình đã mua và sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả để thăng tiến trong công việc. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác định ông Nguyễn Mạnh Hải, 31 tuổi, nguyên là cán bộ phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào thời điểm năm 2008, ông Nguyễn Mạnh Hải đã mua bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Đến năm 2017, sử dụng bản chính của bằng này để chứng thực tại Ủy ban dân phường Trần Lãm, sau đó sử dụng bản chứng thực này để làm hồ sơ học tại trường chính trị tỉnh Thái Bình, chuyên ngành lý luận chính trị, hành chính, hệ trung cấp. Vụ việc chỉ được phát hiện từ đơn tố giác của người dân tại thành phố Thái Bình về việc ông Nguyễn Mạnh Hải, cán bộ phường Trần Lãm, chưa học hết trung học phổ thông nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp. Ngay sau khi vụ bằng giả này bị phát giác, ông Hải đã làm đơn xin nghỉ việc và đã được đảng ủy phường Trần Lãm chấp thuận cho nghỉ việc từ tháng 8 năm 2021 trước khi vụ việc bị khởi tố. Sáng nay, Công an tỉnh Nghệ An thông tin Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An. Theo đó, các đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm Hồ Đình Minh, sinh năm 1963, giám đốc xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương, Thái Thị Vinh, sinh năm 1971, kế toán xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương, và Hoàng Hữu Sơn, sinh năm 1974, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Đô Lương. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2019, lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đối tượng Hồ Đình Minh, Thái Thị Vinh, thông đồng cùng với Hoàng Hữu Sơn, đã lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình, nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục hoàn tất thủ tục điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Thái Hiệp, 31 tuổi, bác sĩ khoa kiểm soát dịch bệnh của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Được biết, đối tượng này đã móc nối với các tay chân để thu phí tiêm chui vaccine COVID-19.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hiệp và Lê Văn Thắng, 24 tuổi, nhân viên giữ xe, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thắng ngay sau khi bị khởi tố. Theo hồ sơ điều tra, Thắng đã thỏa thuận với một thanh niên 29 tuổi để tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho 17 người khác với giá là 600.000 đồng một người. Sau khi thực hiện tiêm được cho 10 người, thu được 10,2 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã móc nối với bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp. Tính đến thời điểm bị bắt thì cả hai đã tiêm chui được 42 người, thu về số tiền là 17,5 triệu đồng sau hai lần tiêm vào các ngày 11 tháng 8 và 20 tháng 8. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa cho biết một vụ sạt lở kinh hoàng đã xảy ra tại tổ Trung Thị, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, khiến cho một ngôi nhà bị vùi lấp. Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 11. Vào thời điểm trên, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn trước khi cả ngọn đồi đổ sập xuống tổ Trung Thị. Vụ sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn ngôi nhà của anh Trương Hữu Phước. Rất may mắn, vụ sạt lở chỉ khiến anh Phước bị thương. Tuy nhiên, vụ sạt lở kinh hoàng đã khiến trụ điện trung thế 35 kV ngã đổ hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục vận động các hộ dân khác ở trong khu có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn. Những vụ sử dụng vũ lực và đối xử không công bằng với người da đen ngày càng gia tăng những năm gần đây tại nước Mỹ, khiến cho sự căng thẳng về vấn đề phân biệt chủng tộc ngày càng leo thang, gây bất bình trong dư luận. Mới đây, một vụ việc tương tự đã xảy ra khi một cảnh sát tại bang Nam Carolina đã sử dụng vũ lực với một người đàn ông da đen dù không có một tình huống nguy hiểm nào, đã khiến cho chính quyền bang phải công khai xin lỗi. Các quan chức tại quận Orangeburg, Nam Carolina đã công khai xin lỗi Clarence Gayat cùng với khoản tiền bồi thường 650.000 đô la Mỹ và xem xét lại các chính sách sử dụng vũ lực của sở cảnh sát tại đây. Ngoài ra, chi phí để chữa trị cho Clarence sẽ được bảo hiểm của thành phố chi trả. Theo cơ quan điều tra, Gayat đang đi bộ với một cây gậy được quấn trong băng dính sáng bóng vào ngày 26 tháng 7. Có người nhầm tưởng đó là một khẩu súng và gọi 911. Sau đó, nam cảnh sát của quận Orangeburg David Lendux đã đến nơi, ra lệnh cho Gayat nằm xuống đất và khi người đàn ông 58 tuổi này không thực hiện ngay theo lệnh vì chân đang bị chấn thương, thì đã bị nam cảnh sát ghì chân vào đầu và cổ, khiến đầu của ông bị đập vào bê tông của bãi đậu xe. Phát ngôn viên của thành phố nói đây là một tai nạn và người cảnh sát hoàn toàn hợp tác lúc điều tra. Nhân viên cảnh sát David Lendux, 38 tuổi, đã bị sa thải sau 2 ngày vụ việc xảy ra vì bị buộc tội tấn công cấp độ 1. Luật sư của Gayat đánh giá cao chính quyền quận Orangeburg đã làm việc nhanh chóng để giúp Gayat và thay đổi văn hóa của một sở cảnh sát đã chứng kiến sự gia tăng các trường hợp sử dụng vũ lực từ cảnh sát đặc biệt đối với người da đen. Mới đây, một tòa án liên bang của Hoa Kỳ đã khôi phục lệnh cấm khai thác tôm hùm ở ngoài khơi thành phố Maine của bang Portland để cố gắng bảo vệ loài cá voi quý hiếm tại đây. Hành động ngăn chặn việc đánh bắt tôm hùm ở ngoài khơi thành phố Maine là cần thiết. Nó giúp bảo vệ loài cá voi Bắc Đại Tây Dương đang bị đe dọa tuyệt chủng. Dù Hiệp hội nuôi tôm hùm tại đây đã từng đảo ngược phán quyết này, nhưng tòa án liên bang đã ra quyết định rằng việc này là cần thiết. Nếu dỡ bỏ sẽ khiến những chú cá voi tại đây chết do vướng vào các thiết bị của các thuyền đánh bắt. Theo Hiệp hội đánh bắt cá quốc gia cho biết, những tàu thuyền đánh bắt tại đây cũng phải dỡ bỏ nhiều loại thiết bị trong khu vực bị hạn chế và sẽ phải mất 2 tuần để các ngư dân có thể hoàn toàn điều này. Cá voi Bắc Đại Tây Dương đang gặp nguy hiểm và sắp tuyệt chủng với ít hơn 400 con còn lại, chủ yếu là do những chấn thương và cái chết nghiêm trọng mà chúng phải gánh chịu do va chạm với tàu thuyền tại vùng biển này. Phiên tòa xử Kyle Rittenhouse hiện đang đến những ngày cuối. Vụ án này thu hút rất lớn dư luận, đã có rất nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa án quận Kenosha chờ đợi phán quyết của tòa án. Mới đây, cảnh sát đã phải bắt giữ 2 người vì tội gây rối trật tự. Theo sở cảnh sát Kenosha, một người đàn ông 20 tuổi đã bị bắt vì hành vi gây rối trật tự và chống lại việc bắt giữ, trong khi một phụ nữ 34 tuổi bị bắt vì hành vi gây rối trật tự. Người đứng đầu sở cảnh sát cũng thông tin thêm, trong thời gian diễn ra phiên tòa, cơ quan thực thi pháp luật cần triển khai một số cảnh sát để giữ cho đám đông và phương tiện truyền thông không gây rối. Sau 2 tuần nghe lời khai và lập luận cuối cùng, buổi thẩm đoàn của tòa án quận Kenosha đã bắt đầu thảo luận vào thứ ba trong phiên tòa được theo dõi chặt chẽ. Sau 2 ngày, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào thứ năm. Giữa lúc chờ đợi phán quyết, thống đốc bang Wisconsin Tony Evers đã đưa ra lời kêu gọi mọi người tập trung một cách an toàn và hòa bình ở Kenosha. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất cứ nỗ lực nào nhằm gieo rắc chia rẽ và cản trở việc hàn gắn đều không được hoan nghênh ở Kenosha và Wisconsin.
bất kể kết quả của phiên tòa dù là như thế nào, thì ông kêu gọi hòa bình ở Kenosha và trên toàn tiểu bang. Những người tụ tập bên ngoài tòa án bao gồm các thành viên của gia đình Blake và các nhà hoạt động Black Lives Matter kêu gọi công lý cho ba người đàn ông bị bắn, cũng như những người ủng hộ Rittenhouse. Nhằm triệt tiêu những nguy cơ mà lợn rừng gây ra cho người dân, chính quyền Hồng Kông đã bắt đầu thực hiện chiến dịch truy bắt loài vật này tại các khu đô thị. Trong một thông báo vào ngày 18 tháng 11, các nhà chức trách Hồng Kông đã bắt giữ 7 con lợn rừng ở một khu dân cư cách trung tâm khu tài chính chưa đầy 30 phút đi xe. Theo Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn Hồng Kông (AFCD), các bác sĩ thú y đã sử dụng súng thuốc mê để bắt chúng vì mục đích nhân đạo. Cơ quan cũng cho biết thêm những con vật này thường xuyên lang thang dọc con đường trong khu vực và tìm kiếm thức ăn từ những người đi đường, thậm chí là đuổi theo các phương tiện. Theo quy định, chúng sẽ được triệt sản và đưa đến khu vực hẻo lánh không dân cư sinh sống. Chiến dịch truy bắt lợn rừng được triển khai sau khi giới chức địa phương nhận thấy nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng từ loài vật này. Tuần trước, một con lợn rừng đã húc ngã một cảnh sát và cắn vào chân người này, gây ra vết thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam đã đưa ra quyết định tăng mức phạt đối với những ai cho chúng ăn. Theo thống kê, ít nhất 30 trường hợp bị lợn rừng tấn công được báo cáo ở Hồng Kông trong những năm gần đây. Thế nhưng, những sự thay đổi mới trong chính sách liên quan đến lợn rừng được chính quyền Hồng Kông thực hiện cũng đã làm dấy lên nhiều chỉ trích từ các nhóm bảo vệ quyền động vật. Hiện có khoảng 3.000 con lợn rừng sinh sống ở Hồng Kông và chúng không phải loài cần được bảo vệ tại đây. Người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Mỹ mới đây đã vô cùng bàng hoàng và đau đớn trước thông tin rapper Young Dolph đã qua đời ở tuổi 36 trong một vụ nổ súng tại bang Tennessee. Theo truyền thông địa phương, rapper Young Dolph đã bị một kẻ lái xe bắn chết khi nam nghệ sĩ chuẩn bị bước vào một cửa hàng tại thành phố Memphis thuộc bang Tennessee vào hôm 17 tháng 11. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị tấn công bằng súng. Trước đó hồi tháng 9 năm 2017, anh bị từng một người lạ mặt bắn ở bên ngoài một cửa hàng ở Hollywood và phải nhập viện trong 2 tuần. Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều đồng nghiệp của Young Dolph đã đăng tải những dòng cảm xúc tiếc thương trước sự ra đi còn quá trẻ của anh. Rapper Young Dolph tên thật là Adolph Robert Thornton Jr., sinh ra ở Chicago, nhưng sau đó chuyển đến Memphis sống. Vào năm 2016, anh phát hành album đầu tay King of Memphis, đạt vị trí thứ 49 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Năm ngoái, album Rick Slave của Young Dolph đã ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây được đánh giá là thành công lớn nhất mà nam nghệ sĩ xấu số đạt được trong sự nghiệp của mình. Thông tin vừa rồi đã kết thúc tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.